Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông xác nhận sau thời gian dài tại Tây Ban Nha, hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã đáp máy bay về nước. Trước đó, theo báo Yutimahora, Tòa án Myanmar nơi điều tra cáo buộc hai nghệ sĩ Việt Nam cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi trong khách sạn ở Andorra hồi cuối tháng 6 năm nay đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai người này và họ có thể trở về nước. Sau khi bị bắt, cả hai nghệ sĩ, bao gồm một nhạc sĩ và một diễn viên nổi tiếng đều từ chối khai báo trước tòa. Họ được thả nhưng không được phép rời đảo Majorca. Yutimahora cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 6, hai nghệ sĩ Việt Nam cư trú tại khách sạn ở Sun Siam gặp thiếu nữ trên, cư trú tại một khách sạn khác trong một nhà hàng gần đó. Họ bắt đầu trò chuyện và uống cùng nhau. Vài phút sau, cả ba người đi dạo trên bãi biển rồi về phòng của một trong hai nghệ sĩ, nơi thiếu nữ tố mình bị cưỡng hiếp. Cô gái nói với cảnh sát rằng hai người đàn ông 37 và 42 tuổi sau khi ép buộc cô quan hệ tình dục đã bắt cô đi tắm để rửa sạch chất lỏng trên cơ thể. Nạn nhân mang quốc tịch Anh. Vài giờ sau khi bị cưỡng hiếp, cô và gia đình rời khỏi đảo Majorca. Hai nghệ sĩ Việt Nam nhanh chóng bị bắt và được chuyển đến tòa án cũng như bị tịch thu hộ chiếu nhưng họ dùng quyền giữ im lặng. Trả lời câu hỏi của báo Người Lao Động về thông tin cho rằng diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang bị điều tra tại Tây Ban Nha trong quá trình đi châu Âu, Bộ Ngoại giao cho biết theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 6, cảnh sát đảo Mallorca hay còn gọi là Majorca, Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Sau đó, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21 tháng 7, phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị giữ tại Tây Ban Nha. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho hai công dân này. Trước đó, diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi châu Âu và cùng nhau trải nghiệm tại một hòn đảo ở Tây Ban Nha. Trong khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tận hưởng chuyến đi cùng bà xã, ca sĩ Lưu Hương Giang, thì diễn viên Hồng Đăng du lịch châu Âu một mình.